Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 5 tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 11, Hang Sơn Đòn, những điều kỳ thú. Trang 56. Chúng mình mở sách giáo khoa, vở ô ly, đồ dùng học tập để bắt đầu bài học ngay sau đây. Hang Sơn Đòn. Hang Sơn Đòn, những điều kỳ thú. Trước khi vào bài học, chúng mình cùng tham gia khởi động. Em biết những điều gì về Hang Sơn Đòn? Hang Sơn Đòn là hang động lớn nhất thế giới, được phát hiện vào năm 1991, nhưng chính thức được khám phá vào năm 2009. Nó nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hang có một hệ thống hang động rất phức tạp, với một phòng lớn có thể chứa một khu phố nhỏ với các tòa nhà cao tầng. Hang Sơn Đòn cũng có một dòng sông và một khu rừng trong hang. Điều này tạo nên một hệ sinh thái độc đáo và phong phú bên trong hang động. Do sự độc đáo và tuyệt vời của nó, Hang Sơn Đòn đã trở thành điểm đến nổi tiếng cho du khách và nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Và chúng mình quan sát bức tranh minh họa của bài đọc và chúng mình cùng luyện đọc. Hang Sơn Đòn, những điều kỳ thú. Hang Sơn Đòn, Quảng Bình được coi là một trong những tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa. Sơn Đòn được xác định có 5 niên đại tới 5 triệu năm tuổi. Hang Sơn Đòn được hình thành từ một vết đứt gãy của dãy Trường Sơn bị dòng nước sông Rào Thương bào mòn liên tục trong một khoảng thời gian dài từ 2 đến 5 triệu năm. Quá trình đó đã tạo nên một lỗ hổng khổng lồ ngay dưới mặt đất. Sơn Đòn là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Theo ước tính, hang động này có chiều dài lên tới 9 km. Thể tích 38,5 triệu mét khối. Nó có thể chứa tới 68 máy bay cỡ lớn Boeing 777 hoặc cả một khu phố sầm uất với những tòa nhà cao 40 tầng. Sơn Đòn sở hữu hệ sinh thái đặc biệt. Trong hang Sơn Đòn có một khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với thảm thực vật phong phú khác lạ. Cây cối ở đây khá mỏng manh, dù là cây thân gỗ. Sơn Đòn còn là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật, trong đó có một số loài cá, nhện, cuốn chiếu, bọ cạp, với đặc điểm chung là không có mắt và cơ thể trong suốt. Vẫn còn những điều bí ẩn về hang động lớn nhất hành tinh này chưa được giải mã. Liệu những điều trên có đủ khiến bạn muốn đặt chân tới nơi này một lần trong đời? Phan Nguyên tổng hợp. Chúng mình đọc từ ngữ rừng nguyên sinh là rừng tự nhiên, chưa hoặc ít bị tác động bởi con người, chưa làm thay đổi cấu trúc của rừng. Chúng mình bấm dừng video. Chúng mình luyện đọc những từ khó, những câu dài, rồi chúng mình luyện đọc toàn bài. Sau đó chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Đây là hệ thống câu hỏi. Chúng mình trả lời lần lượt. Câu 1. Những câu được in đậm trong văn bản cho biết điều gì? Những câu in đậm trong văn bản cho biết những đặc điểm nổi bật của hang Sơn Đòn.
Câu 2, quá trình hình thành hang Sơn Đòn được giới thiệu như thế nào? Quá trình hình thành hang Sơn Đòn được giới thiệu như sau. Hang Sơn Đòn được hình thành từ một vết đứt gãy của dãy Trường Sơn bị dòng nước sông Rào Thương bào mòn liên tục trong một khoảng thời gian dài từ 2 đến 5 triệu năm. Quá trình đó đã tạo nên một lỗ hổng khổng lồ ngay dưới mặt đất. 3. Những chi tiết nào cho thấy hang Sơn Đòn rất lớn? Chi tiết cho thấy hang Sơn Đòn rất lớn là theo ước tính, hang động này có chiều dài lên tới 9 km, thể tích 38,5 triệu mét khối. Nó có thể chứa tới 68 máy bay cỡ lớn Boeing 777 hoặc cả một khu phố sầm uất với những tòa nhà cao 40 tầng. Câu 4, nêu những điều đặc biệt của hệ sinh thái trong hang Sơn Đòn. Chúng mình đọc đoạn 3 của bài để trả lời câu hỏi. Điều đặc biệt của hệ sinh thái trong hang Sơn Đòn là trong hang Sơn Đòn có một khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với thảm thực vật phong phú khác lạ. Cây cối ở đây khá mỏng manh dù là cây thân gỗ. Sơn Đòn còn là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật, trong đó có một số loài cá, nhện, cuốn chiếu, bọ cạp, vân vân, với đặc điểm chung là không có mắt và cơ thể trong suốt. Câu 5, tưởng tượng em là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu hang Sơn Đòn với du khách. Gợi ý, tham khảo những thông tin dưới đây. Ví dụ, chào mừng quý vị đến với hang Sơn Đòn, một tác phẩm tuyệt vời của thiên nhiên. Hang Sơn Đòn được xem là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, với chiều dài lên tới 9 km và thể tích lên đến 38,5 triệu mét khối. Đây không chỉ là một hang động mà còn là một hệ sinh thái đặc biệt với khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp và đa dạng loài sinh vật, bao gồm cả những loài không có mắt và cơ thể trong suốt. Hãy sẵn sàng khám phá những bí ẩn của hang Sơn Đòn và trải nghiệm một cuộc phiêu lưu không giới hạn. Nội dung của bài đọc cung cấp nhiều thông tin về quá trình hình thành, kích thước rộng lớn và hệ sinh thái đặc biệt, nguyên sơ của hang Sơn Đòn. Đó chính là nội dung của bài đọc. Chúng mình chuyển sang tiết luyện từ và câu, luyện tập về từ đồng nghĩa. Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống nhau. Chúng không nhất thiết phải là tính từ, từ miêu tả, vân vân. Và trái ngược với từ đồng nghĩa là từ trái nghĩa. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình đọc thông tin. Bài 1. Chọn từ thích hợp thay cho bông hoa trong mỗi thành ngữ dưới đây.
Gợi ý, từ cần tìm đồng nghĩa với từ in đậm trong mỗi thành ngữ. Ngày lành tháng tốt, năm lần bảy lượt, sóng yên bể lặng biển lặng, cầu được ước thấy, đao to búa lớn, chữ đao nhé, đi đến nơi về đến chốn. Đó là những cặp từ đồng nghĩa lành, tốt, lần lượt, yên lặng, cầu ước, to, lớn, nơi chốn. Đó là những từ đồng nghĩa trong thành ngữ. Bài 2, tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ in đậm trong đoạn thơ dưới đây. Góc sân nho nhỏ mới xây, chiều chiều em đứng nơi này em trông, thấy trời xanh biếc mênh mông, cánh cò chớp trắng trên sông kinh thầy Trần Đăng Khoa. Từ đồng nghĩa với từ nho nhỏ là từ bé bé, nhỏ xíu, bé xíu. Từ đồng nghĩa với trông là nhìn, nom. Từ đồng nghĩa với mênh mông là bao la, bát ngát, rộng lớn. Bài 3, chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn thành đoạn văn. Mùa xuân xôn xao phơi phới, những hạt mưa chúng mình chọn từ ở trong ngoặc để chúng mình điền. Chúng mình chọn từ bé nhỏ, những hạt mưa bé nhỏ mềm mại, rơi như nhảy nhót, hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất. Mặt đất đã khô cằn, bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp trong lành. Mặt đất lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa sống cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho cây sức sống tràn đầy, và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt. Chúng mình đã chọn được từ thích hợp trong ngoặc để điền vào đoạn văn. Những từ trong ngoặc là những từ đồng nghĩa, và chúng mình chọn từ phù hợp nhất để chúng mình điền. Bài 4, viết đoạn văn 4 đến 5 câu về một cảnh đẹp thiên nhiên, có sử dụng 2 đến 3 từ đồng nghĩa. Trước mắt em, cánh đồng lúa mênh mông trải rộng, màu vàng dịu mát nổi bật lên trong buổi sớm bình minh. Những bông lúa vừa chín tới, tỏa hương thơm thoang thoảng vào không khí. Từ đỉnh núi xa xa, ông mặt trời đỏ rực nhô lên, tỏa những tia nắng lấp lánh xuống mặt đất. Trên con đường đất thân thuộc, từng nhánh cây ngọn cỏ khoác lên mình tấm áo xương lung linh, như đính hàng ngàn viên kim cương lộng lẫy. Chúng mình chuyển sang tiết viết. Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong cảnh. Một, so sánh các cách mở bài và kết bài dưới đây, em thích cách viết nào hơn? Vì sao? Mở bài có hai cách là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Mở bài trực tiếp: Đà Lạt là thành phố ngàn hoa nổi tiếng với hồ trong xanh và thông mơ màng. Mở bài gián tiếp: Từ Bắc vào Nam, từ đất liền tới biển đảo, nơi đâu trên đất nước ta cũng có những cảnh đẹp thu hút khách du lịch.
Trong số đó phải kể đến Đà Lạt, đó là thành phố của ngàn hoa, thành phố của ngàn thông với rất nhiều hồ nước thơ mộng. Với hai cách mở bài này thì em thích cách mở bài nào? Vì sao? Cách mở bài gián tiếp hay hơn, đúng không nào? Thế còn kết bài có hai cách: kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng. Chúng mình đọc kết bài không mở rộng. Thật không ngoa khi ca ngợi Đà Lạt là chốn bồng lai tiên cảnh. Kết bài mở rộng. Thật không ngoa khi ca ngợi Đà Lạt là chốn bồng lai tiên cảnh. Bạn có muốn đến thăm Đà Lạt trong một ngày mờ sương không? Cách mở bài, kết bài mở rộng chúng mình thấy là hay hơn, đúng không nào? Cả hai cách mở bài và kết bài đều có sự hấp dẫn và thu hút khác nhau. Cách mở bài trực tiếp tập trung ngay vào đặc điểm nổi bật của Đà Lạt, tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ đầu. Tuy nhiên, em thích cách mở bài gián tiếp hơn, vì cách mở bài gián tiếp mở ra một khung cảnh rộng lớn, giới thiệu về sự đa dạng và phong phú của vẻ đẹp tự nhiên ở khắp nơi trên đất nước trước khi tập trung vào Đà Lạt. Cách kết bài không mở rộng tạo ra một câu kết thú vị, gợi mở và lưu lại ấn tượng về Đà Lạt một cách sâu sắc. Song em thích cách mở bài mở rộng hơn, cách kết bài mở rộng hơn. Vì cách kết bài mở rộng mở ra một cơ hội giao tiếp với độc giả, mời họ tham gia vào một trải nghiệm hữu ích, tạo ra sự tương tác và kích thích sự tò mò của độc giả. 2. Viết mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng cho bài Bốn mùa trong ánh nước. Chúng mình tự làm, sau đó chúng mình so sánh với bài trên màn hình. Bài 3, trao đổi về cách viết mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng cho bài văn tả phong cảnh. Gợi ý. Chúng mình viết rồi chúng mình đọc bài tham khảo. Chúng mình trao đổi với bạn, với người thân. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần vận dụng, chia sẻ với người thân nội dung mở bài và kết bài mình đã viết. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô Lan còn nhiều video đặc biệt, chỉ những ai đã đăng ký kênh thì mới xem được. Xin chào và hẹn gặp lại.